Thời gian gần đây thì các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh phía Tây Nam đã bắt giữ được nhiều vụ buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn. Tuy nhiên thì đó vẫn là con số nhỏ so với số lượng thuốc lá lậu thực tế ngày ngày vẫn được tuồn về Việt Nam qua đường biên giới Campuchia. Và điều đó thì phản ánh một thực trạng là nạn buôn lậu thuốc lá đang ngày càng tinh vi hơn và các đối tượng thì cũng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn để qua mắt được các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, trong khi các cơ quan chức năng của Việt Nam đang đẩy mạnh việc phòng chống nạn buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu, thì tại các cửa khẩu, các cơ quan liên quan của Campuchia lại thờ ơ và để cho việc vận chuyển hàng hóa lậu, đặc biệt là thuốc lá điếu qua biên giới được thoải mái qua lại. Và điều này khiến cho công cuộc phòng chống và đẩy lùi nạn buôn lậu thuốc lá qua biên giới của Việt Nam vốn đã khó khăn thì lại càng khó khăn hơn. Những ghi nhận trong phóng sự sau đây của phóng viên VTC14 thì sẽ cho thấy rõ hơn về thực trạng này. Chống buôn lậu thuốc lá ở các tỉnh biên giới Tây Nam và thành phố Hồ Chí Minh gặp rất nhiều khó khăn bởi nguồn thuốc lá lậu quá nhiều, lãi lớn và các đối tượng buôn lậu luôn tìm ra nhiều chiêu thức mới để đối phó với lực lượng chức năng. Dọc biên giới Việt Nam Campuchia, xung quanh các cửa khẩu cũng là nơi nhức nhối nhất về buôn lậu thuốc lá. Những vựa thuốc lá như thế này trên đất Campuchia mọc sát biên giới Việt Nam. Ngày ngày, những chiếc ghe lớn nhỏ đủ loại từ An Giang, Đồng Tháp qua đây lấy hàng liên tục. Và thuốc lá lậu luôn đủ để đáp ứng nhu cầu. Giá các loại thuốc lá điếu như Hero 3 số 5 luôn rất rẻ so với thị trường Việt Nam. Nhiều chai? 30. Thuốc này bao tiền cái? 80. Đường này thì à? Hero có mấy loại? Dạ. Nó chỉ có một loại 80.000 này thôi. Dạ. Như vậy, mỗi cây thuốc khi về đến Việt Nam, những người buôn lậu có thể thu lợi tới hơn 50.000 đồng. Lãi khủng lại dễ vận chuyển, nên sẽ không khó hiểu khi mỗi ngày hàng chục, thậm chí là hàng trăm ngàn cây thuốc lá lậu được lén lút đưa về Việt Nam. Cửa khẩu Vĩnh Sương, tỉnh An Giang. Việc qua cửa khẩu chỉ đơn giản như vậy. Bộ đội của Campuchia. Những con đường phía sau cửa khẩu trở thành cửa chính để vận chuyển thuốc lá lậu và nhiều mặt hàng khác về Việt Nam. Những người lính Campuchia không quan tâm đến việc người đi qua chốt mang thuốc lá lậu hay hàng hóa gì. Họ chỉ thu tiền của bất kỳ ai mang hàng hóa đi qua chốt. Mỗi người vài chục nghìn đồng. Về Việt Nam, những cái hàng thường tập trung ở những địa điểm mà các cơ quan chức năng khó kiểm soát và thuốc lá nhanh chóng được đưa sâu vào nội địa bằng xe máy. Khó có thể thống kê hết bao nhiêu người tham gia vào việc buôn lậu thuốc lá này, nhưng chắc chắn đó là con số rất nhiều. Tại nhiều tuyến đường từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, những chiếc xe máy chở thuốc lá lậu chạy rất nhiều trên đường. Đặc trưng của loại xe máy chở thuốc lá lậu là chạy rất nhanh, lạng lách dù đường rất đông người. Sự liều lĩnh bất chấp tính mạng của các xe máy chở thuốc lá lậu là sự đe dọa với tính mạng người đi đường và thực tế đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng ở các tỉnh phía Nam đã vào cuộc tương đối quyết liệt, song vẫn chưa đủ để ngăn chặn được nạn buôn lậu thuốc lá. Từ đầu năm, các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra, truy quét nhiều đợt tại các địa bàn phức tạp. Kiểm tra đợt nào cũng phát hiện bắt giữ được rất nhiều thuốc lá điếu không có nguồn gốc. Càng về cuối năm, những vụ bắt giữ thuốc lá lậu với số lượng lớn ngày càng nhiều hơn. Điều đó cho thấy việc buôn bán vận chuyển thuốc lá đang ngày càng tinh vi hơn và số lượng thuốc lá lậu đã bị phát hiện, bắt giữ còn ít so với số lượng thuốc lá lậu hiện có trên thị trường.
cái địa bàn thành phố là rất rộng. Trong khi đó thì các cái đối tượng kinh doanh thuốc lá thì họ thường là trẻ nhỏ và họ chia ra những cái điểm để chứa, rồi vận chuyển thì cũng trẻ nhỏ, cho nên lực lượng không thể dàn trải ra được một cách là nó toàn bộ trên diện rộng, mà chúng tôi đòi hỏi chúng tôi phải tập trung một số những cái trọng điểm nhất định. Các cái lực lượng của quản lý thị trường ở các quận huyện cũng như là các lực lượng các cái đội cơ động ở thành phố để tập trung vào các cái đường dây và các cái đối tượng trọng điểm chứa trữ để phát hiện và kiểm tra xử lý đối với những cái vụ lớn, những cái vụ có cái chứa trữ lớn. Tình trạng buôn lậu thuốc lá sẽ còn diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi, nên việc kiểm tra của các cơ quan chức năng cũng cần được duy trì thường xuyên liên tục, tránh hiện tượng làm xong để đó, khiến tình trạng buôn bán thuốc lá lậu chỉ tạm dừng một thời gian rồi nhanh chóng hoạt động mạnh trở lại. Các lực lượng vẫn rất tích cực, tuy nhiên thì cái đấu tranh thì cái kết quả nó thực sự chưa đạt như mong muốn, thì cái này trong cái thời gian tới thì chúng phải nhiều cái đồng áp dụng nhiều cái biện pháp đồng bộ hơn nữa, ví dụ công tác tuyên truyền thì cũng phải đẩy mạnh hơn nữa, thế rồi công tác kiểm tra kiểm soát cũng phải đẩy mạnh hơn nữa, thế rồi cái xử lý thì phải nghiêm minh hơn nữa, cho nên là mà cũng phải đề nghị là các cái chính quyền các cơ sở phải vào cuộc cùng với các cơ quan chức năng. Còn nếu mà độc các cơ quan chức năng không được thì rất khó. Theo thống kê chưa đầy đủ, thuốc lá lậu đang làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 4.500 tỷ đồng mỗi năm.